sẽ khui cho các bạn xem cái con khay đựng tiền 12V nó là sao nhá. Rồi, hôm qua mình thấy là cái còn 24V thì nó sẽ kèm theo cái chìa khóa và một cái sợi dây này chúng ta cắm vô cái máy in đơn của chúng ta. Đây là con 12V. À đây, đây là cái chìa khóa. Chìa khóa này cơ thì chúng ta có thể bắn vô. Bắn ra mở ra. Này. Chúng ta thấy nè. Nó có 1, 2, 3, 4, 4 cái hộp đựng tiền. Đây là một cái hộp đựng chúng ta có thể sử dụng để tiền xu. Nhưng mà tiền xu bây giờ Việt Nam thì nó không có lưu hành nữa rồi. Chúng ta có thể để chìa khóa trong này. Đó. Đây là một cái khay đựng tiền, hộp đựng tiền 12V. Chúng ta có thể đút tiền vào đây luôn nè. Đó. Mà không cần bỏ cái không mở chìa khóa. Thì đây nó có một tích hợp một cái dây. Chúng ta có cái máy in đơn thì chúng ta có thể cắm vô. Ví dụ đây mình có một cái máy in đơn. Thì ở sau cái ở trong cái sau cái máy nè. Sau cái máy in đơn nè, nó có một cái đấy, có một cái lỗ. Chúng ta sẽ kết nối vô cái máy in vô đây. Để mình kết nối vô rồi mình sẽ cho các bạn xem cái khay này nó sẽ hoạt động như thế nào khi mà mình in đơn ra nhá. Rồi, sau khi chúng ta kết nối với cái máy in của chúng ta rồi, chúng ta cần phải thiết lập một số các thao tác ở trên cái máy vi tính nhé. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn ở trên cái máy vi tính này. Vô chúng ta vô control panel. Ở đây thì mình có cái máy in này, là cái máy in in đơn của mình. Mình sẽ do là một số các máy in có thiết lập khác nhau. Nếu mà các bạn mà không không có máy in giống mình, của máy in của mình là Ronta đó. Thì các bạn có thể liên hệ với người bán để người ta team view để người ta hỗ trợ cho mình. Đây, ví dụ nha, đây mình có máy in này, mình ấn chuột phải vô. Mình nhấn vô chữ Bring Property. Ở trong này, thường thì một số máy in thì có thể chúng ta vô cái
Event setting này, nếu mà nó có ở dòng dưới này thì chúng ta có thể thiết lập dưới này, mà ở đây thì mình sẽ không có. Mình vô cái phần mà đây, đây là một cái thiết lập ở cái máy in Ronta để chúng ta cài đặt cho cái khay này, nó tự động nó bung ra khi mà chúng ta in đơn. Đây, chúng ta vô đây, vô phần này. Ở phần này chúng ta vô phần paper này. Đó, chúng ta chú ý đến cái dòng này. Đây, media này, chúng ta chọn. Đó, đây, sau khi in là nó sẽ mở khay sau khi in. Rồi chúng ta nhấn OK. Nhấn OK. Bây giờ mình sẽ thử in đơn cho các bạn xem cái máy của chúng ta in rồi nó sẽ báo như thế nào nha. Đây, đó, khi mà mình in đơn thì cái này nó sẽ nhảy tự động, nó nhảy ra. Rồi mình đóng vô, mình sẽ cho tiền vô. Đây, mình in lại cái nữa này. Rồi, đó. Rồi, đã nhảy khai tiền ra. Rồi, xin chào các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn mua cái thiết bị này thì các bạn cần quan tâm là cái dòng máy in của mình nó xài 12V hoặc là 24V, thì chúng ta cần phải xem được cái máy in của mình xài 12V hoặc là 24V, thì chúng ta sẽ mua cái dòng máy này là 12 hoặc 24 để cho nó tránh cái tình trạng chúng ta mua 24 là về cái máy in của chúng ta là 12 thì nó hơi là bất tiện, thì chúng ta cần phải đổi lại nó bu lắm. Đó là kinh nghiệm của mình. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.